phản ứng trước tuyên bố sẵn sàng đàm phán hạt nhân của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20 tháng 10 bày tỏ hoài nghi trước tuyên bố của Mỹ về việc sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết ngoại trưởng sergei lao đốc lời kêu gọi thảo luận về sự ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí hạt nhân mà không có điều kiện tiên quyết là một sự lừa dối điều này có nghĩa là mỹ có thể coi nga là kẻ thù và chính thức tuyên bố mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho nga nhà ngoại giao hàng đầu nga nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán nào về kiểm soát vũ khí cũng phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và từ chối tiến trình chiến tranh Cuộc xung đột bùng phát năm 2022 tại Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ năm 1962, khi Mỹ và Liên Xô tiến đến gần bờ vực chiến tranh hạt nhân. Chính phủ mới đây cảnh báo cuộc xung đột kéo dài suốt 2 năm rưỡi đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất khi Mỹ cân nhắc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa của phương Tây. Cũng trong phát biểu ngày hôm qua, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Nga đang theo dõi sát chiến dịch tranh cử tại Mỹ và sẵn sàng làm việc với bất kỳ chính quyền nào mà người dân Mỹ lựa chọn, nhưng chỉ khi cuộc đối thoại đó diễn ra trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng. Theo tờ Militany, tiểu đoàn Achilles của Ukraine cho biết 17 thiết bị quân sự của Nga đã bị các UAV Ukraine tấn công và phá hủy gần các khu định cơ Pichane, Group Lia grokmane và Kulis Nikipka. quân đội ukraine thông báo đối phương đã lợi dụng mưa kéo dài để cố gắng đột phá đến sông oskin nhằm giành quyền kiểm soát giao lộ và cắt đứt đầu cầu của chúng tôi ở bờ cháy trong đoạn video ghi lại cảnh càn cả đường đột phá của Nga, các UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine đã phá hủy 8 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và 3 xe tăng T-80BV, cũng như làm hư hại 6 xe chiến đấu bộ binh khác và tiêu diệt 21 binh sĩ Nga, làm 26 người khác bị thương. Hồi tháng 9, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Pichane ở vùng Kharkiv và bắt đầu tiến về sông Oskin. Trong khi đó, làng Lia kipka một địa điểm xảy ra giao tranh trong video, là ngôi làng cuối cùng trên đường quân đội Nga tiến đến sông Oskin. Ngôi làng này nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine. Một thời gian dài, sau cuộc phản công vào năm 2022, phía Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi thành công quân đội Nga khỏi ngoại ô, làng Lia kipka thời gian gần đây cũng như bắt giữ một số binh sĩ Nga. Theo báo Dân trí đưa tin, Nga đã triển khai tên lửa ở mặt trận Kursk trong chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng biên giới, bộ quốc phòng nga vào ngày 18 tháng 10 tuyên bố máy bay chiến đấu Su-25 đã tấn công tên lửa vào lực lượng thiết giáp và binh lính Ukraine tại khu vực biên giới Kursk. Bộ quốc phòng nga cho biết thêm các tên lửa được phóng từ các cặp máy bay ở tầm thấp. Sau khi phóng đạn từ trên không, các kiếp lái đã thả mồi bẫy nhiệt và quay trở lại sân bay khởi hành. Lực lượng thiết giáp và quân nhân ngụy trang của Ukraine đã bị hạ gục do hoạt động chiến đấu. Bộ Quốc phòng nga tuyên bố chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng ukraine ở Kursk vẫn tiếp tục. Theo bộ quốc phòng nga, trong ngày 18 tháng 10, quân đội nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của lực lượng ukraine vào các khu định cư zeleni và liubimovka. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía bắc tiếp tục tấn công và giáng đòn vào các đơn vị của ukraine tại các khu định cư liubimovka, Sferlikovo, Malea loknia, noviput và plekovo quân đội Nga đã tấn công vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Đồng thời, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật Nga đã tấn công vào lực lượng dự bị Ukraine ở vùng Sumy. Ukraine được cho là đã triển khai lực lượng từ vùng Sumy giáp biên giới để đưa quân vào lãnh thổ Nga. Trong ngày 18 tháng 10, Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine lên tới hơn 505 binh sĩ và 15 xe bọc thép, bao gồm 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 10 xe chiến đấu bọc thép cùng 7 khẩu pháo. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, từ đầu tháng 8, Kiev đã mất 24.367 quân nhân, 167 xe tăng, 79 xe chiến đấu bộ binh, 101 xe bọc thép chở quân, 952 xe chiến đấu bọc thép, 651 xe cơ giới, 200 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Lực lượng Ukraine cho đến nay vẫn tiếp tục giao tranh ở Kursk, mặc dù quân đội Nga tuyên bố giành lại một số vùng lãnh thổ mà Kiev đã kiểm soát. Trước đó, Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư trên diện tích khoảng 1.300 km vuông ở Kursk. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Al phó tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch Kursk được tiến hành để chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận phía đông Ukraine, đồng thời tăng số lượng binh lính Nga bị bắt để sử dụng làm một phần của quỹ trao đổi tù binh giữa hai nước. Tuy nhiên, việc Ukraine kéo căng lực lượng để đưa quân lên tấn công vùng Kursk khiến hàng phòng thủ ở miền đông lộ ra điểm yếu và Nga đã khai thác lỗ hồng này. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đẩy Kiev vào thế khó. Thông tin từ báo VN Express cho biết, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 110 máy bay không người lái UAV của Ukraine trong đêm ngày 19 tháng 10, nhiều nhất là 43 chiếc tại tỉnh Kursk. Số còn lại bị bắn rơi ở tỉnh Moskva, Lipetsk, Orion, Nizhny Novgorod, Benkorod và Bryansk. Đây được đánh giá là cuộc tập kích đường không lớn nhất nhằm vào Nga trong vòng hai tuần qua. Hãng tin AFP dẫn lời nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU tuyên bố UAV nước này nhắm vào nhà máy Sverdlov, một trong những cơ sở sản xuất thuốc nổ lớn nhất nước Nga ở thành phố Dzerzhinsk, thuộc tỉnh Nizhny Novgorod. Tuy nhiên, nguồn tin này không cho biết liệu cuộc tấn công có gây ra thiệt hại gì hay không. Giới chức Nga xác nhận khu vực này là mục tiêu nhưng khẳng định đã ngăn chặn được nỗ lực của đối phương. Gleb Nikitin, tình trưởng Nizhny Novgorod cho hay các đơn vị phòng không và tác chiến điện tử đã đánh bại đợt tập kích UAV nhằm vào khu công nghiệp The Zizins. bốn nhân viên sở cứu hỏa địa phương bị thương nhẹ do mảnh văng. Ukraine chưa lên tiếng về các thông tin từ phía Nga. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cùng ngày nói rằng Nga đã phóng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M và 49 UAV tự sát kiểu Shahid 136 136131 nhằm vào nước này. Cơ quan này cho hay nhưng không đề cập 3 UAV tự sát còn lại cùng hai quả đạn Iskander-M. Lực lượng phòng không đã bắn hạ 31 UAV tự sát tại nhiều khu vực, trong khi 13 phi cơ khác mất tích có thể là do bị chế áp điện tử và hai chiếc bay về hướng Belarus, thông tin đang được làm rõ. Giới chức Ukraine cùng ngày nói rằng đòn tập kích trong đêm nhằm vào thành phố miền trung Krivirik đã khiến 17 người bị thương. Một cơ sở năng lượng ở tỉnh Sumy, địa phương giáp với tỉnh Kursk của Nga, cũng bị tấn công và khiến hơn 37.000 hộ mất điện. Nga và Ukraine gần đây tăng cường tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ nhau, trong đó có căn cứ quân sự và hạ tầng năng lượng. Giới chức Ukraine từng thừa nhận các cơ sở quốc phòng nằm trong số mục tiêu bị Nga tập kích, song thường không nêu chi tiết khi nhắc đến chúng rất khó xác định thiệt hại trong các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng Nga. Cơ quan thống kê Nga Rosstat hồi tháng 5 cho biết sản lượng xăng dầu nước này đã giảm 20% so với tháng 12 năm 2023. Chính phủ Nga từ đó ngừng công bố thêm số liệu. Trong khi đó, các nhà máy điện của Ukraine liên tục bị Nga đưa vào tầm ngắm kể từ tháng 3. Viện Kinh tế Kiev ước tính, kể từ khi bắt đầu xung đột đến tháng 5 năm 2024, các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine gây thiệt hại 16 tỷ đô la Mỹ và khiến nước này mất 40 tỷ đô la Mỹ doanh thu.